Chào quý vị và các bạn thân mến. Đây là trung tâm hội chợ Noel tại thành phố Berlin. Đây cũng là một khu vực thành phố Berlin, trung tâm lớn nhất tại khu vực này. Rồi bây giờ mình mời các nhà thương mình chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp nơi đây nha. Đó, quý vị và các bạn, mình thấy phong cảnh tại thành phố Berlin mùa Noel năm nay ra sao. Mình thấy rất là sôi động, rất là đẹp luôn. Là sôi động, một bầu không khí. Còn nơi đây là khu trung tâm mua sắm Berlin. Rồi bây giờ mình mời quý cô chú anh chị mình đi cùng mình bước lên trên xem coi khu trung tâm mua sắm này trưng bày những mặt hàng gì nha. Wow, cây thông đẹp quá. Cây thông đẹp quá, quý cô chú anh chị mình ơi. Quá xa đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời. Thank you.
Hội chợ Noel năm nay nó phân chia ra hai giải. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình qua giải thứ hai nha. Khu bên này mình thấy có tầng nhà cao rất đẹp luôn cả nhà mình. Nơi đây mà mình đi vào ban đêm thì ánh đèn nó lên rất là đẹp tuyệt vời luôn cả nhà mình. Còn đây là cột đồng hồ thế giới.